Vâng, chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn, đó chính là chiếc Honda Civic 1.8e sản xuất năm 2018 và được đăng ký vào tháng 3 năm 2019. Và ngày hôm nay bên xe cũ của Honda Ô tô Giải Phóng sẽ chia sẻ trực tiếp cho anh chị một cái sản phẩm rất hot mà khách hàng đang có nhu cầu muốn lên đời một chiếc xe CRV mới và nhượng lại chiếc Honda Civic 1.8e. Đây là phiên bản sản xuất năm 2018 với động cơ 1.8e cùng với hệ thống phanh tay điện tử, hệ thống đèn pi projector, đề nổ từ xa, màn hình IMX theo xe. Và tôi sẽ chia sẻ cho anh chị là tổng quan hình ảnh chi tiết cũng như là giá bán của sản phẩm mới sử dụng được trong khoảng 6 tháng. Ở đây tổng quan về đầu xe, nhìn kim vàng giọt lệ rất đẹp luôn. La răng là 16 inch dạng thể thao, không một vết xước. Đây là tổng quan vòng quanh xe. Đây phần đuôi xe. Và thiết kế kiểu dáng thể thao. Xe thì đã được lắp thêm, chủ xe thì rất cẩn thận, gần như là không lắp thêm gì nhiều cả, mà chỉ là cấp trang bị cơ bản của xe thôi. Đó. Đây về phần máy thì tôi sẽ đi từng phần một. Đây là phần động cơ. Động cơ 1.8 nguyên đai nguyên kiện của nhà sản xuất, không một tí vết nào luôn. Máy nổ rất êm. Xe động cơ đang nổ máy. Động cơ 4 máy, 4 xi lanh thẳng hàng, công suất lên đến 139 mã lực. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Các tấm bảo vệ là đầy đủ hết, không một vết xước móp nào. Và khách hàng có lắp thêm là bộ led cho em pha rất sáng. Sẽ đi vào phần bên trong. Xe chỉ mới chạy được hơn 5.000 km. Hơn 5.000 km, chỉ mới có 5.575 km. Tổng rất ít luôn. Xe nguyên bản, đầy đủ các phím. Hệ thống là ghế điện, gương gập điện, hai kính trước là điện một trạm, hệ thống cân bằng điện tử, chìa khóa đề nổ từ xa, tích hợp tính năng cruise control, điều khiển volume trên vô lăng. Đây là tổng quan nội thất của xe. Điều hòa tự động, tích hợp hệ thống phanh tay điện tử eco tiết kiệm nhiên liệu và brake hold giữ phanh tự động, cùng với là chìa khóa thông minh với phím giữ mở cốp sau trong 3 giây, lưỡi chuyển số thể thao trên vô lăng. Cùng với đó là tích hợp cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, rất tiện ích. Bộ ghế da theo xe. Nếu mà xe này mà mua trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị khoảng 150 triệu là đã sở hữu ngay chiếc Honda Civic năm 2018, đăng ký năm 2019, được kiểm duyệt qua đại lý chính hãng Honda Ô tô Giải Phóng. Và chúng ta sẽ nhìn tổng quan. Mở cốp điện trên cánh cửa. Đây là tổng quan của xe. Đây là tổng quan phần ghế sau. Có tựa tay cho hàng ghế sau. Vâng. Có tựa tay cho hàng ghế sau. 3.8 được. Động cơ 1.8. Cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Keo chỉ nguyên bản, không một vết xước. Chủ xe đi rất giữ gìn và cẩn thận. Bốn bánh là phanh đĩa cùng với cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc. Đây là phần cốp sau. Cốp sau rất rộng và có thể gập được hàng ghế sau lại, với các tấm nỉ
xe nguyên bản của nhà sản xuất, keo chỉ nguyên zin, không một vết xước, chủ xe đi rất giữ gìn. Vâng, và để mà mua cái xe này chúng ta có thể mua trả thẳng hoặc là trả góp, thì với khoảng tầm 150 triệu cho trả góp là các bạn đã sở hữu ngay chiếc Honda Civic 1.8 E năm 2018, đăng ký năm 2019. Hãy liên hệ ngay hotline 0989 588 516 để biết thêm thông tin chi tiết. Xin trân trọng cảm ơn.